Xin chào cô chú anh chị và các bạn, rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo ngày hôm nay. Hình của cô chú anh chị và các bạn đây là những hình ảnh của con đường Trần Phú, đại lộ Duy Tân phía trước, một trong những con đường kỳ đẹp ngày nay của thành phố Nha Trang. Nó là một trong những con đường kiểu đô của mình. Dọc đoạn này là em đang đi là khoảng khu vực của số 100, rồi số 96, 98 của con đường Trần Phú. Dọc đoạn này là rất là nhiều những khách sạn và ngày nay du khách họ cũng ở đoạn này rất là nhiều mình. Đoạn này đã gần với shop Anna Mandara, gần nhà hàng Bia Tươi Lucien và gần cái công viên Phù Đổng. Kính thưa cô chú và các bạn, ngày hôm nay thời tiết Nha Trang là nắng nóng trở lại rồi, vào mùa hè mấy ngày nay rất nắng và khách du lịch vào hè đi du lịch rất là đông đến Nha Trang để du lịch, đa số là khách nội địa rồi. Và khách nội địa họ thường hay ở những cái khách sạn hay dọc cái đoạn này để đường Trần Phú, view biển, view công viên, có thể đi ra tắm biển rất là gần, cũng như là đi xuống trung tâm. Về đêm thì đi xuống trung tâm của thành phố khoảng trưa chợ đêm cũng rất là gần luôn, có thể đi dạo vào trong đêm. Hôm nay là gần cái Melbourne Beach Hotel, gần ngay vị trí của hẻm 86 của đường Trần Phú. Ở chỗ hẻm 86 Trần Phú này có cái bãi đổ xe bên cạnh cái nhà hàng Bia Tươi Lucien. Ngay góc này có cái hotel Comando 86A của đường Trần Phú. Bên tay phải là nhà hàng Bia Tươi Lucien. Nhà hàng này cũng ấy ngày nay cũng đón khách khá là nhiều luôn. Buổi trưa cũng như là về đêm cũng rất là đông đúc. Mà nó một trong những nhà hàng chạy dọc bờ biển. Đoạn này là gần với công viên Đại Tỉnh. Nhà hàng Bia Tươi đã nằm gần công viên Đại Tỉnh. Thời tiết nắng đẹp nhưng mà hơi nóng. Mà đây đi trên con đường biển thì giờ này cũng có gió này, cho nên cũng rất là mát. Góc đây là con đường Trần Quang Khải giao với con đường Đại Tỉnh, con đường Trần Quang Khải xưa là con đường Lê Quang Định. Ngay chỗ này có cái Star City và cái Sailing Club. Dọc con đường biển Trần Phú rất là đẹp này. Bên cạnh là công viên và biển, và vỉa hè là những hàng cây muồng đổ bóng xuống rất là mát. Kèm vào đó là những dàn hoa giấy cổ thụ. Nay mùa hè rồi, hoa giấy nở cũng rất là đẹp. Và vào góc đây là con đường biệt thự giao với đường Trần Phú ngày nay. Đường biệt thự khi xưa là nó cũng là con đường phố Tây rồi. Nhưng ngày nay nó cũng vắng rồi. Từ khi ảnh hưởng dịch tới nay thì con đường biệt thự nó vắng. Dọc đoạn này là các khách sạn như là Citadinet, Vườn Thanh Center, rồi Novotel. Trên
là có Skyline và các club Havana cũng như là club Paradise, những địa điểm vui ăn chơi vui nhậu của vùng trung tâm thành phố Nha Trang. Khách du lịch họ cũng đi dạo dọc công viên, dọc vỉa hè của đường thành phố. Giờ này biển rất là nhẹ nhàng, trong xanh, mát. Những ai thích ngắm biển giờ này rất là đẹp và mát nữa, có thể tắm vào buổi trưa luôn. Đoạn này cũng có những khách sạn, cái vị trí này là cái Intercon, rồi Sheraton. Sheraton trên đường Biển Tránh với con đường Trần Phú, có hai mặt tiền. Sheraton là khách sạn đẳng cấp 5 sao rồi. View biển Trần Phú. Con đường Lý Tự Trọng giao với Trần Phú ngày nay. Lý Tự Trọng xưa là con đường Bá Đá Lộc. Ngay vị trí này cũng có tòa nhà Diamond Bay Hotel và phía dưới là trung tâm thương mại Nha Trang Center. Phía sau lưng của tòa nhà Diamond Bay Hotel này cũng có cái tòa nhà Gold Coast, hai tòa tháp đôi cao 40 tầng rất là đẹp, nằm ngay vị trí của số 1 con đường Trần Phú Đào ngày nay. Và tòa nhà đó nó cũng hai mặt tiền, mặt tiền bên hông con đường Lý Tự Trọng và mặt tiền con đường cổng chính là con đường Trần Phú Đào. Và trước hình của chú chị bạn đó là ngã ba con đường Gia Sen giao với Trần Phú ngày nay. Các anh công nhân anh đang làm lại vỉa hè này, lát đá granite. Vỉa hè dọc công viên biển của con đường Trần Phú. Dọc công viên biển là những cây mùa, những cây bàng gốc rất lớn, độ bóng rất là mát. Bên cạnh đó là những hàng dừa nữa, rất là nhiều người thích ở vị trí này. Đoạn này của vỉa hè đã lát xong đá granite rồi nữa. Giờ này ra biển ngồi rất là mát luôn, nắng đẹp nữa.
xuống đây là con đường Lê Lợi giao với Nguyễn Du, và ra đây là Nguyễn Du giao với con đường Thông Mùa Châu. Trước màn hình của chú chị bạn là hình ảnh của Chợ Đầm ngày nay. Chợ Đầm là một trong những ngôi chợ cũng khá là nổi tiếng ở Nha Trang. Chợ Đầm tròn cũ là nó từ thời những năm 70 rồi. Và hiện tại chợ Đầm tròn cũ cũng đã ngưng hoạt động rồi. Và ngày nay có chợ Đầm tròn mới nằm hình vuông vuông bọc phía sau lưng của chợ Đầm tròn cũ. Các tiểu thương cũng đã di dời qua chợ Đầm tròn mới để hoạt động rồi. Còn chợ Đầm cũ chắc lâu quá rồi, còn cũng cũ rồi. Nó cũng mất an toàn, có thể tương lai sẽ được quy hoạch lại làm theo dự án của bên thành phố, khu vực công viên rồi. Mà hiện tại dự án nó cũng chưa có thấy thực hiện được. Và góc này là con đường Trinh Trung giao với con đường Thông Mùa Châu, cũng như anh đi qua đây là một con đường thống nhất. Con đường thống nhất khi xưa là con đường độc lập. Góc này là Nguyễn Gia Thiều và con đường Đào Duy Từ giao với con đường thống nhất ngày nay. Đoạn này của đường thống nhất là rất là nhiều những cái cửa hàng bán xe máy, xe đạp điện. Trước màn hình của chú Việt Hoàng là cái bùng binh thông tin. Giao giữa con đường 2 tháng 4 và con đường Văn Trung với con đường thống nhất. Trên con đường thống nhất này là rất là nhiều những cái cửa hàng kinh doanh buôn bán vậy. Các cái cửa hàng bán đồ gỗ, đồ nội thất, nệm rồi rất là nhiều. Con đường này là con đường chuyên về kinh doanh, nó không có dành cho khách sạn cũng như ăn uống trên con đường này, không có. Nội thất rất là nhiều, bàn ghế tủ, rồi nệm rồi các loại. Ở chỗ này có một kính nữa. Đúng hình của chú như bạn đó là con đường Lê Thành Phương. Lê Thành Phương giao với con đường thứ nhất ngày nay. Con đường Lê Thành Phương khi xưa là con đường nhà thờ. Con đường Lê Hồng Phong giao
đi con đường Lê Hồng Phong đó, cô chú và bạn có thể xuống giao với đại lộ Nguyễn Tất Thành, xuống khu vực của Bình Tân, xuống cầu Bình Tân, qua khu vực của Hồng Rớ rồi. Xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú chị Hoàng đã xem video. Xin mến chào cô chú chị Hoàng.